Nếu quan tâm tới Phật giáo mà bạn vẫn chưa biết về 8 biểu tượng này thì hãy xem hết video này. Đây là 8 biểu tượng tốt lành, còn được gọi là Bát Bảo Cát Tường hay Bát Thụy Tướng trong Phật giáo. Trong truyền thống Phật giáo, 8 biểu tượng tốt lành tượng trưng cho những lễ vật do các vị thần Vệ Đà vĩ đại dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài đạt được giác ngộ. Trong Phật giáo Kim Cương Thừa Sơ Kỳ, 8 biểu tượng tốt lành được phong thần thành 8 vị nữ thần, mỗi người mang một biểu tượng tốt lành. Còn trong Phật giáo Trung Quốc, 8 biểu tượng này tượng trưng cho 8 nội tạng của Đức Phật. 8 biểu tượng này bao gồm: thứ nhất là cái lọng. Lọng che nắng là biểu tượng hoàng gia truyền thống và sự bảo vệ của người Ấn Độ. Bóng của lọng che chắn cái nắng chói chang của mặt trời và sự mát mẻ tượng trưng cho sự bảo vệ khỏi cái nóng đau đớn của đau khổ, dục vọng, trở ngại, bệnh tật và các thế lực có hại. Lọng là biểu tượng của hoàng gia, sự giàu có thế tục. Số lượng lọng mang theo đoàn tùy tùng của một người càng nhiều thì thứ hạng xã hội càng cao. Theo truyền thống thì 13 chiếc lọng thể hiện địa vị của một ông vua. Còn trong Phật giáo sơ kỳ ở Ấn Độ, người ta dùng con số 13 như biểu tượng của quyền lực của Đức Phật với tư cách là quốc vương của vũ trụ hay chuyển luân vương. 13 tầng lọng xếp chồng lên nhau tạo thành hình chóp nón như những tầng tháp kỷ niệm các sự kiện chính trong cuộc đời của Đức Phật. Thứ hai là đôi cá vàng. Trong tiếng Phạn, cặp cá được biết đến với ý nghĩa là cá ghép đôi. Đây là một biểu tượng cổ xưa của hai con sông linh thiêng chính ở Ấn Độ là sông Hằng và sông Yamuna, là một nhánh của con sông Hằng. Trong Phật giáo, những con cá vàng tượng trưng cho hạnh phúc và tự nhiên vì chúng hoàn toàn tự do di chuyển trong nước. Chúng đại diện cho khả năng sinh sản và sự phong phú vì chúng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Chúng cũng tượng trưng cho sự tự do, thoát khỏi những ràng buộc của địa vị và đẳng cấp. Cá thường bơi theo cặp, và ở Trung Quốc thì một cặp cá tượng trưng cho sự đoàn kết và chung thủy của vợ chồng. Thứ ba là bình báu. Bình báu có nghĩa là bình chứa vô số châu báu, mô phỏng theo chiếc bình đựng nước bằng đất sét truyền thống của Ấn Độ. Bình châu báu chủ yếu là biểu tượng của một số vị thần giàu có. Thứ tư là hoa sen. Hoa sen mọc lên từ bùn lầy đen tối nhưng không vấy bẩn, là biểu tượng chính của Phật giáo về sự tinh khiết và từ bỏ. Hoa sen tượng trưng cho sự khai mở thiện căn. Các tòa sen mà các vị thần Phật ngồi hoặc đứng tượng trưng cho nguồn gốc thần thánh của họ. Họ được hình thành không tì vết, hoàn hảo bẩm sinh và hoàn toàn trong sạch về thân, khẩu và ý. Các vị thần Phật hiện thân trong luân hồi nhưng họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phiền não, khổ đau, giống như hình tượng của hoa sen mọc lên từ bùn lầy. Thứ năm là pháp loa. Pháp loa là vỏ ốc xà cừ màu trắng, xoắn bên phải thuận theo chiều kim đồng hồ. Đây là một pháp khí cổ đại. Ốc xà cừ phát ra lửa của thần Vishnu. Phật được công nhận là hóa thân thứ 9 trong 10 hóa thân của thần Vishnu theo quan niệm của Ấn Độ. Những Phật tử đầu tiên đã coi ốc xà cừ như một biểu tượng uy quyền tối thượng của Phật thuyết. Ốc xà cừ tượng trưng cho sự dũng cảm của Đức Phật khi tuyên bố chân lý của pháp. Một trong 32 tướng chính của thân Phật là giọng trầm như tiếng ốc xà cừ, vang vọng khắp 10 phương không gian. Thứ sáu là kết cắt tường. Đây là một biểu tượng cổ linh thiêng và tốt lành. Đây cũng là biểu tượng xuất hiện trên ngực của thần Vishnu. Biểu tượng này có dạng xoáy hình tam giác hoặc hình thoi. Đây còn được gọi là nút thắt vĩnh cửu, tượng trưng cho trí tuệ và lòng từ bi vô tận của Đức Phật. Đây cũng là biểu tượng cho sự liên tục của thập nhị nhân duyên trong Phật giáo. Thứ bảy là phướn chiến thắng. Đây là một biểu tượng cổ trong chiến tranh cổ đại ở Ấn Độ. Nó thường được cắm sau chiến xa của một chiến binh vĩ đại, tượng trưng cho sự chiến thắng. Trong Phật giáo, khi Đức Phật thiền định đã phải chiến đấu với các ma vương đang cố gắng cản trở Đức Phật đạt được giác ngộ, nhưng cuối cùng Ngài đã chiến thắng và đạt được giác ngộ. Các vị thần đã quyết định cắm cờ chiến thắng trên đỉnh Meru để tôn vinh Đức Phật là đấng chiến thắng. Thứ 8 là pháp luân. Phật giáo sử dụng bánh xe pháp luân làm biểu tượng chính. Thuật ngữ luân xa trong tiếng Tây Tạng có nghĩa đen là bánh xe chuyển hóa hay sự thay đổi tâm linh. Chuyển động quay nhanh của bánh xe tượng trưng cho sự chuyển hóa tâm linh nhanh chóng bởi giáo lý của Đức Phật. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển, nơi lần đầu Ngài giảng về tứ diệu đế và bát chính đạo, được gọi là lần chuyển pháp luân đầu tiên. Ba thành phần của bánh xe là trục, nan hoa và vành, tượng trưng cho ba khía cạnh về đạo đức, trí tuệ và định lực. Trục trung tâm tượng trưng cho sự kỷ luật đạo đức, tập trung vào sự ổn định tâm trí. Các nan hoa sắc nhọn tập trung cho trí tuệ, cắt đứt sự vô minh. Vành của bánh xe tượng trưng cho sự thiền định. Bánh xe có 8 nan hoa thì tượng trưng cho bát chính đạo. Nếu có ngàn nan hoa tỏa ra như ánh mặt trời thì tượng trưng cho ngàn hoạt động và giáo lý của chư Phật.